Sức khỏe 60 giây. Kính chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bên trong chi tiết của máy trợ thính Nhật không dây ha. Đây là mẫu HB23B của hãng Rionet và được sản xuất tại Nhật luôn. Đó. Thì cái máy này là giá 2.150.000, bảo hành 1 năm. Nếu mà như mình xài kỹ thì sẽ xài được rất là nhiều năm cô chú ha. Rồi Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cô chú mình cách kiểm tra để tránh mua những cái mẫu đời cũ, mua những cái mẫu hàng sách tay và hàng giả, hàng nhái. Còn cách sử dụng thì cô chú anh chị có thể xem thêm trên kênh Sức khỏe 60 giây hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để mình có thể biết thêm thông tin nha. Khi thao máy thì mình sẽ có hướng dẫn bằng tiếng Việt nè, hướng dẫn bằng tiếng Anh và cả phiếu bảo hành. Rồi bên trong máy thì mình sẽ có một cái vỏ hộp để bảo quản rất là đẹp ha, bằng hộp nhung luôn. Bên trong máy thì mình sẽ có một viên pin đi theo, một cái phụ kiện, ống nhựa, ống dẫn và một cái máy trợ thính to cỡ ngón tay út ha. Rồi cái chỗ này thì mình có thể cất máy nè để cho không bị rớt mất, và cái chỗ tròn tròn này mình có thể khi xài xong mình có thể bỏ viên pin vào đây để cất dự phòng. Thì một viên pin cô chú hỏi mình xài khoảng bao lâu, nếu mà mình xài pin tốt thì tầm khoảng trên dưới 20 ngày mình có thể thay pin mới ha. Nếu mà mình xài pin thường thì có thể hết pin nhanh hơn, thì cô chú mình chú ý mình có thể thay pin hoặc là kiểm tra pin để không bị chảy pin nha. Nếu mà không chảy pin thì máy sẽ rất là bền, xài được nhiều năm, còn chảy pin hư máy thì rất là tiếc nha. Rồi đây là cái máy mình có thể móc ở trên bàn tay như thế này đó, và mình sẽ chèn một cái ống nhựa vô lỗ tai ha, mình gắn vào đây nè, nó giống như một cái móc câu, mình gài vào thì nó sẽ rất là cố định ở trên lỗ tai mình, nó không có sợ rớt đâu. Đi thao máy thì cái cọng dây ban đầu nó khá là dài, mình có thể gắn lên bàn tay, sau đó mình có thể cắt từ từ để cho nó ngắn lại nè, mình cắt miếng rồi mình nong lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái máy nha. Cái máy mình sẽ có một cái volume chỉnh lớn nhỏ chỗ này, 1 2 3 4 bốn số ha. Đây là công tắc tắt và mở, có chữ O và M để tắt và mở. Rồi cái loa thì nó sẽ ra ngay chỗ cái ống cong này, và cái mic thì nó nằm ngay chỗ này. Nếu mà như mình mua máy trợ thính thì cô chú anh chị mình nhớ nha, nhìn vào cái chỗ này, nếu mà nó không có chữ Made in Japan là những cái dòng máy đời cũ sản xuất tại Đài Loan. Còn nếu mà cái chữ Made in Japan có thể nó khác hình này, nó nhảy trên nhảy dưới, thì có thể là những cái hàng đó là hàng sách tay hoặc là những cái hàng trôi nổi, thì hãng sẽ không có nhận bảo hành và không có linh kiện để sửa chữa cô chú anh chị ha. Còn những cái dòng máy trợ thính tương tự như vậy nè, có thể dòng máy trợ thính Trung Quốc thì sẽ không có những cái này, và đặc biệt là bên trong hộp pin sẽ không có cái số series này. Nếu mà như dòng đời cũ mà đã ngừng sản xuất nay khoảng trên 7 năm thì nó sẽ chỉ có 4 số series thôi, thì những dòng máy này cô chú anh chị không nên mua nha. Hàng này có thể nó rẻ hơn một chút nhưng mà sẽ không được bảo hành, và máy đời khá là cũ, bên trong nó sẽ không có được phủ nano để chống chảy pin tốt bằng những cái dòng máy này này, chống rỉ chống sét đó. Thì đây là số series của máy, mỗi máy có một số. Rồi cô chú anh chị mình nếu mà có gì thắc mắc đó, có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Nếu mà như mình muốn mua cái máy rẻ tiền hơn mà bền hơn, âm thanh lớn hơn, thì mình có thể chọn cái dòng máy trợ thính không dây của Nhật. Bên cạnh đó mình có thể chọn cái dòng siêu nhỏ, nó nhỏ hơn cái máy này, nó chỉ bằng 1/3 máy này thôi, thì âm thanh nó nhỏ hơn nhưng mà giá tiền sẽ mắc hơn gấp đôi. Mình có thể xem thêm máy trợ thính siêu nhỏ nha, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu mà như cô chú mình xài pin mà mình xài mỗi ngày thì một tháng có thể là hết viên pin rồi, thì mình thay sẽ không sợ chảy pin. Nếu mình ít xài thì mình nên bật cái nắp pin này ra luôn, để cái viên pin lỡ mà nó có đổ mồ hôi nó ướt, nó sẽ không có bị chảy axit vào hư máy, thì máy khá là bền. Rồi cô chú anh chị mình nhớ liên lạc Hoàng Sơn nha, để biết thêm thông tin chi tiết và có thể tư vấn kỹ hơn. Đây là máy trợ thính không dây sản xuất tại Nhật, mẫu HB23B, Made in Japan ha, của hãng Rionet.